Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em cùng quay trở lại với kênh của Thắng Nội Địa Úc ha. Lâu lắm rồi mới ghé kho, hiện tại thì kho có một lô máy hàng ha, đang thanh lý cho anh em mình luôn. Có rất là nhiều máy hàng về trong lần này, đa phần là thị trường có tên tuổi như là Megatech, rồi Master, rồi thậm chí có lại là Backside, hoặc là Keybay. Là những cái mặt hàng ở đây á đều là thương hiệu mà xuất cho thị trường Đức hết ha. Và những con này thì em nhập được về nhưng mà dạng như là thiếu phụ kiện như là dây que rồi đó anh em, thì em sẽ bán cho anh em mình theo cái kiểu đó là em gắn dây vô thành nguyên bộ ha, thì mới có được cái giá này cho anh em mình. Thì hôm nay trong clip này thì giá cực kỳ tốt cho anh em mình để sở hữu một con máy hàng mini ở nhà tập hàng nè, rồi kể cả khi mà anh em mình làm nghề vẫn có xài Vivo ha. Những cái con này là đa phần là về nó bị thiếu hộp nha anh em, đó thiếu hộp và nó không có dây. Thì em cũng làm sẵn một cái bộ dây để bỏ vô thành cho nó đủ bộ với anh em mình ha. Đó, thành một cái đủ bộ cho anh em mình là về là xài thôi. Đó, hôm nay trong clip này anh em nào mà coi mà chốt nhanh được ha thì nó quá là ok luôn. Đó, rất là nhiều máy thanh lý chỉ từ 1 triệu cho tới 1 triệu rưỡi một máy thôi. Rồi, trước mặt với anh em đây là cái con máy hàng Megatech. Con này là hàng que ha, 200A. Đó, thương hiệu Megatech. Quá nổi tiếng rồi anh em, không chạy đi đâu được với cái thương hiệu này ha. Đa phần thương hiệu này có mặt ở thị trường Đức nè, có mặt ở thị trường nhiều nước châu Á lắm, phân phối chính hãng. Nhưng mà hôm nay anh em được coi trong cái giá clip này á thì giá cực kỳ tốt. Anh em nhìn chui điện nè, đó là anh em biết là hàng xuất thị trường nào rồi ha. Rồi thì con này là 200A, dành cho anh em hàng que rồi này kia á, đó hàng que công trình ở nhà rồi này kia, anh em mua mà sử dụng á thì khá là hợp lý luôn. Có màu vàng này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1,5 triệu một con ha. Điện nguồn 220, ở đây là điện nguồn 220 hết nha. Sẽ có những cái loại đó là sử dụng được điện nguồn 220 hoặc là 380V, thì cái đó là anh em mình có thể lựa chọn. Đó, ví dụ như con này là sử dụng được điện 220 không nè. Đó, thì em đang bán cho anh em mình là 1,5 triệu một con. 1,5 triệu một con này nha. Em hỗ trợ cho anh em mình đổi một cái chui điện để cho anh em mình có thể cắm dễ dàng hơn ha. Là do là hàng chui nước ngoài nên là chui lớn như vậy ha, thì em sẽ hỗ trợ cho anh em mình đó là đổi cái chui. Đó, máy tình trạng là siêu đẹp luôn anh em, không có cần phải là gọi là xấu hay là cũ nữa. Anh em mình có thể xài được điện 110 nè, riêng con này nha, xài được điện 110 hoặc là 220V, cực kỳ ok. Que phổ thông là 2.5 cho tới 3.2 ha. Đó, con này 1,5 triệu một con. Hai con màu vàng này là chỉ có được hai con duy nhất thôi nha. Rồi tiếp tục với anh em, đó là cái mã tiếp theo, đó là cái mã Megatech màu cam. Đó, Megatech màu cam. Con này thì anh em mình cũng sử dụng hàng con này thì là hàng mic được nè anh em. Con này là sử dụng mic được, que được nha. Đó, như con này thì là cũng là 1,5 triệu một con luôn. Em có hỗ trợ là phụ kiện dây ca hàng đồ này kia cho anh em mình ha, nên anh em mình cứ yên tâm mua hàng là đủ trong ngày clip ngày hôm nay. Thì qua nay có một số anh em thì cứ coi cái clip hay là Facebook Zalo của em á là em đã có đăng trước rồi. Như con này là que siêu nhỏ gọn nè anh em, que siêu nhỏ gọn 120A ha, dành cho anh em nào mà thích leo mà cầm treo máy hàng á, là anh em mình hàng que 2.5 2.6 rồi này kia, nhỏ nhỏ như vậy nè, tầm một gang tay như vậy ha. Giá chỉ có 1,5 triệu đúng thôi nha, hàng que 1,5 triệu đúng thôi nha. Anh em lưu ý không nhớ mã thì anh em chụp màn hình lại giùm em ha, không nhớ mã thì anh em chụp màn hình lại giùm em. Cái này thì nó có đủ bộ dây như vậy luôn, giá chỉ có 1,5 triệu đúng thôi nè. Đó, như vậy là 1,000,000 nè anh em, quá là ok, hợp lý luôn. Em bảo hành cho anh em mình 6 tháng hết. Ngoài ra thì em còn có những cái mã như là lấy chú coi con Megatech 3150. Rồi đây là cái con máy hàng Megatech 3150 ha. Con này vừa sử dụng được điện 220, vừa sử dụng được điện 380V. Con này thì hỗ trợ cho anh em mình hàng que tới 4 ly nha, 2.5, 3.2 thì anh em mình có thể kéo thoải mái luôn. Đó, con này là vừa sử dụng được nguồn điện gia đình, vừa sử dụng được nguồn điện 3 pha. Đó, nên anh em mình cứ yên tâm. Thì hiện tại con này em đang bán cho anh em mình với giá là 1,8 triệu một con ha. 1,8 triệu một con, full bộ dây đồ này kia luôn. Đó, này kia cho anh em mình sử dụng nè, Megatech 220 đến 380V ha, mã là ZX731 315D. Đó, vừa sử dụng được điện 220, vừa sử dụng được điện 3 pha 380V. Đó, 1,8 triệu, anh em lưu ý nhớ mã giùm em ha. Rồi,
Bên đây thì em có mấy con bắt sai nè anh em. Bắt sai này là thương hiệu của Đức, chính ngạch 100% luôn ha. Performance. Đó, con này thì anh em mình sử dụng hàng que 2.5, siêu nhỏ gọn luôn ha. Chỉnh núm của bác sai cực kỳ đẹp, chưa xài vẫn có bộ dây đồ này kia cho anh em mình luôn. Bác sai này thì hôm qua em có đăng cho anh em mình là 1 triệu một con nha, 1 triệu một con máy hàng bác sai. Rồi, lấy cho chú cái con Smarter đó. Rồi bên đây thì em sẽ có một cái con đó là Smarter. Con này là Smarter ZX7315D. Con này thì sử dụng hàng que từ 2.5 đến 4.0. Con này thì dây chui lớn nha, núm vặn. Con này thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1.5 triệu. Vẫn có một cái bộ dây que đi tặng kèm nha. Nói chung là máy nào cũng có bộ dây que để anh em mình về là gắn vô là xài luôn nha. Anh em lưu ý nhớ mãi giùm em con này ZX7315D. Con này là 1.5 triệu một con ha. Inverter, con này siêu nhỏ gọn. Mấy con này là nhỏ gọn lắm luôn. Đó, rồi con lấy cho chú cái con màu đen nhỏ đó là đây, 1.5 triệu nha anh em. Con này mã là ZX7315. Hôm nay thì em sẽ lia qua ở kho một vòng cho anh em mình coi. Rồi bữa sau thì em sẽ làm clip cụ thể hơn về chi tiết về hàng cho anh em mình coi luôn. Còn hôm nay thì em lên trước cho anh em nào mình nhanh tay trước. Đó, bên đây thì em có một cái con inverter ZX7225. Con này là mã nhỏ nha, con nãy là 315. Con này là anh em mình sử dụng hàng que mini nè. Mấy con này thì ngon lắm anh em. Đó, một gang tay à, siêu nhỏ gọn. Anh em ở nhà tập hàng hoặc là anh em mình ở nhà mua về để có cái, thí dụ mà lâu lâu mình cần hàng, mình hàng á, mấy con này nó bao ngon luôn. Chui là anh em mình nhìn nè, đó, đang là chui du cây không. Đó, Master. Con này thì hỗ trợ cho anh em mình hàng que, đó là que 2.5, 2.5, 2.6, 3.2 thì anh em hàng bon. Còn 2.5 thì anh em kéo thổi ra. 2.5 là que hàng phổ thông nhất rồi anh em. Thì hiện tại cái này em đang bán cho anh em mình với giá chỉ có 1 triệu thôi. Anh em lưu ý không nhớ mã thì chụp lại màn hình giúp em nha, chứ nhiều mã quá rồi em không có nhớ nổi cái mã nào luôn. Đó, bên đây thì em có con hàng que dừa nè anh em. Đó, như con này nè, Megatech. Đây, rất là nhiều máy luôn ha. Mấy thương hiệu này toàn có tiếng thôi. Đó, bên đây thì em có con Megatech. À, con này thì hỗ trợ hàng que cho anh em mình thôi nha. Điện là điện 220 thôi, nó không có 380 như là con kia. Con mã này là MMA 315. Đó, hàng que từ 3.2 trở xuống. Con này thì hàng quá là ok luôn nè anh em. Cái này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1.5 triệu ha. Anh em lưu ý nhớ mãi giùm em nha, 1.5 triệu 315. Đó, em xin nói mãi cho anh em mình. Còn anh em nào không nhớ thì cứ chụp màn hình lại giùm em là được ha. Rồi, 1.5 triệu con đó. Rồi, tiếp tục bên đây em có mấy cái mã em quay hết cho anh em mình coi luôn. Bên đây thì em có cái con, mấy cái con mà hàng mà có inox này được nè anh em. Đó, mấy cái con mà hàng inox nè, có chui inox này được ha. Thì em sẽ làm clip riêng cho anh em mình hiểu hơn về mấy con inox này đi. Còn mấy con que hôm nay em sẽ lên trước cho anh em mình ha. Bên đây cũng là mã máy đây. Bên đây là mã 40A. Con này cũng hàng inox luôn. Nói chung là mấy mã inox thì em sẽ làm một cái clip sau ha. Rồi ở trong kia có máy lớn lắm, cũng que vừa mít. Em chưa có làm clip kịp. Nói chung là em quay sơ sơ cho anh em mình coi ha. Anh em nào kiếm một cái tầm 1 triệu mà ngon ngon á thì đây là đúng bài ha. Rất là nhiều luôn, chưa khui. Đang ở kho lâu lâu mới lên kho một lần nè. Quá nhiều máy anh em. Đó, có con này là que nè. Đó, con này về nó bể vỏ nhựa rồi, có vỏ nhựa thay luôn. Đó, điện 220 hết ha, cực kỳ đẹp. 1 triệu, 1.5 triệu cho tới 1.8 triệu. Máy lớn hơn thì là 2 triệu đúng, không có cái nào trên nữa đâu anh em. Đó, rất là nhiều ha. Giá trên là đã bao gồm phí ship cho anh em mình rồi. Bảo hành cho anh em mình 6 tháng yên tâm xài. Ở kia nó có cái Smarter inox que mic ngon kìa. Đó, rồi. Những cái mà mic với lại stick á, em sẽ làm một cái clip sau ha. Còn những cái que mà mini nhỏ nhỏ 1.5 triệu, 1 triệu nãy giờ em báo cho anh em mình đó. Thì anh em nào quan tâm thì mình có thể chốt hạ hôm nay ha. 1.000+ lượng anh em. Còn bây giờ thì chào anh em ha. Hẹn em gặp lại những video kế tiếp, em sẽ làm clip test thực tế cho anh em mình coi luôn.